Bài số 8, môn xử lý dữ liệu tự nhiên. Bài là phân tích ngữ nghĩa. Nào. Định nghĩa. Phân tích ngữ nghĩa là ánh xạ từ ngôn ngữ tự nhiên tới cái biểu diễn logic của nó. Còn shadow passing là phân tích gì bên trong à? Shallow tức là phân tích kiểu như là phân tích cú pháp nông, tức là dán nhãn, vai trò dán nhãn của cú pháp thôi. Còn phân tích sâu ấy thì là sẽ dùng các cái diễn đạt logic ở trên này để cho phép inference, tức là cho sự suy luận đó. Logic này, suy luận thì là logic sâu, còn nông nó chỉ diễn đạt các nhãn thôi, giản như vậy. Thì áp dụng của nó là gì, là câu hỏi trả lời chatbot này, còn chat robot này, mọc máy và tóm tắt văn bản. Thế thì cái gì được gọi là hiểu? Nó nếu mà nó có thể phản ứng đúng nó cách được, ví dụ như là đặt phút thật to in the basket, là đặt các đồ chơi vào cái giỏ, hoặc là nếu nó có thể xác định được cái gì đúng hay cái gì sai. Determine right from wrong, tức là biết cái gì đúng từ cái sai. Đấy. Thì nếu mà câu trả lời có thể trả lời những câu hỏi liên quan, ví dụ như là đơn giản là my egg cake, thì câu hỏi nói này tức là my ăn bánh ngọt, thì nói là what does my eat, mà ăn cái gì? Thôi là why first move is PQ4, tức là cái phía bên màu trắng đi đầu tiên tại bước là pound queen 4. Cái này là theo kiểu chuẩn cũ này. Cái này theo trong cờ vua ấy, thì gọi là cái chuẩn mà con tốt trước mặt con hậu, như cái này. Bây giờ người ta không dùng chuẩn này nữa. Có mẫu thế này, đây cái này ta có là queen này, mình để cho cái bàn là nó có số để hiểu hơn. Đây rồi. Đó, trong watch time không, nó không có số, đây, số này thế này, đây cái từ mà trong này viết rằng là PQ4, tức là pound chứ còn queen đi số 4. Cái này là một phong cách chơi cờ kiểu cổ điển trước năm nước năm 2000, còn bây giờ người ta không nói như vậy nữa. Người ta nói rằng là con cờ ở số D2 gạch D4 chứ không nói là pound queen nữa. Cái kiểu viết này là viết rất là cổ điển từ năm 2000 thì nó có kiểu này, sau khi kiểu được mới thì cái này có phải là cái con đen này nó chiếu hết không, vì sao vậy, vì cái này chú ý này, ý họ là cái này thì khi đây có thể hở tướng ra sẽ đây thì con tượng này lên đây nhá, con tượng lên đây trích mất đó, thì có phải là đen trích mất không, khi đưa hàng này lên trên thì hở thế này thì đen chiếu hết, ý nó là học sâu như vậy, mức độ khó như vậy. Thế này, nếu có thể dịch được thì dựa vào cái ngôn ngữ mục tiêu ngữ nào, thứ anh hay anh nó pháp khả năng hoặc là anh sang một logic của đó thì cần phải có hiểu sâu cũng được. Ví dụ như là mọi con cá có thể bơi thì rất công thức này, với mọi x mà x thỏa mãn hàm cá có thì ra x có thể bơi, x là cá, x có thể bơi, x thỏa mãn hàm bơi, x thỏa mãn hàm cá thì x thỏa mãn hàm bơi. Đấy, kéo theo, đấy, kéo theo. Thế thì cái logic đằng sau có ba cái loại đối tượng, đó là giá trị boolean, đây là cú pháp, giá trị cú pháp của cái giá trị ngữ nghĩa nhé, ngữ nghĩa của cái câu. Còn entity tức là thực thể thì chúng là có thời gian này, bảng, có những cái đối tượng trong cái câu ấy.
Function là hàm các hành động trả về giá trị nhị phân có thể dự báo được, ví dụ là con khỏi con cóc không hay là mủ xanh hay không, hoặc trả lên một cái hàm nào đó, hoặc lấy một cái hàm như một cái đầu vào của nó. Cái này thì học Python thế thôi, kiểu như là truyền cái hàm vào đối số của một hàm khác ấy. Logic là cái khái niệm của lambda. Lambda là một cách nào đó để viết một cái hàm mà anonymous, là cái hàm mà nó không được khai báo. Kiểu như Java nó có cái hàm mà nó không khai báo ấy. Kiểu như bạn thấy định nghĩa một cái nhỉ, mô tả nào đấy hiểu nhỉ? Một cái tức là nó sẽ quá tải một cái hàm đó khi mọi người như action listener, sau bạn sẽ phải action listener zip chẳng hạn. Khi bạn mọi người khai báo action listener tức là lắng nghe, khi bạn kích vào bọc cái màn đồ họa nó chạy chạy gì đó, thì đó là cái gọi là anonymous function. Cái này của Java nhiều. Thì ở đây không có một cái header hoặc là không có tên function, không có hàm, cũng không có một cái mẫu của hàm. Mẫu hàm này là khái niệm của C cộng cộng, của C. Nó có cái header chứ Java không có rồi. Java là không còn khái niệm function header, mà đến Python cũng không có. Chỉ có thằng C này rõ ràng là cái ảnh của C này, và không có thằng hàm. Nhưng cái từ khóa định nghĩa như là cách làm việc của cái hàm đó thì có. Và khi ta nói về cái đề thứ ba là không đặt tên x chẳng nhỉ, đặt square đó là diện tích bằng lambda lambda p p thì cái lambda này hàm hàm lam hàm không có tên đầu vào là p, có giá trị là p nhân p kết quả của cái hàm này, thì tương ứng với nhà in square này, định dạng lambda này, lambda này biến đầu vào này là biểu thức. Thế thôi. Theo kiểu lambda sẽ có là square này và diện tích thì bằng này. Nếu x3 bằng này. 3 bằng lambda p p p 3. Đây là thân hàm. Có đầu vào của nó. Tôi áp dụng đây. Đổi đây, 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 đây. Chú ý cái hàm square, cái square này không phải là một hàm, nó chỉ là giá trị của x nhân x, cái kiểu như là một cái định nghĩa define trong trong C define đó. Và cái lambda x square này, x này bằng x này bằng là square, dùng cái khác thôi cho đặt even tên số chẵn bằng là lambda p với p modulo cho 2 bằng 0. Cái này sẽ predicate là một cái em cái tính cách thì cũng gì tính nghiệp predicate cái gì mà là phương thuộc tính trả về đúng hoặc sai. Rồi, even x bằng true nếu x bằng số chẵn. Thế còn nếu ta còn cọ cái hàm even square x thì sao? Rằng này trả về true nếu mà bình phương lên bằng là một số chẵn, kiểu vậy. Một số các cái thuộc tính này, most tức là một cái thuộc tính, hiện hai thuộc tính ở trên cái thực thể, most big big phần lớn, con lợn thì đều to. Thế thì tương ứng người ta là most lambda x big và lambda x big, các hàm chủ ngoài đầu vào hai hàm này. Thế trả lời đúng nếu phần lớn những thứ mà đáp ứng yêu cầu thứ nhất là thuộc tính nhất cũng là thỏa mãn thuộc tính thứ hai. Thỏa mãn cái này này, thỏa mãn cái này. X là lợn, và X là to thì nó thỏa mãn cái này. Tương tự những cái quantifier tức là các cái định lượng khác như là O này, rồi exist tồn tại với mọi này. Đây kéo theo nhé, kéo theo tồn tại x và x này với mọi kéo theo này. Cái thuộc tính đại diện thì như ở Gilly Shallow a Goldfish, tức là Gilly thì nuốt một con cá vàng, là con mèo. The Shallow nuốt Gilly và Goldfish. Goldfish không phải là tên của một đối tượng duy nhất, trong khi Gilly thì là loại. Don't want này. Ghi shallow a goldfish and Millie so a goldfish.
Ghislaine nuốt đã nuốt bốn cá vàng và Millie cũng nuốt con cá vàng. Dịch này, Charlotte nuốt này, Ghislaine Post N và nuốt Millie. Vì tất nhiên là không có chung một con cá vàng gái đâu, hai con khác nhau. Đây một cái sơ nữa, một cái nó. Sử dụng các cái định lượng như sao? Gilly Swallow Ergo Fit định lượng. Nghĩa là gì? Tồn tại một cái G. Một cái G, G là Goldfish, G tức là cá vàng. Và G được nuốt bởi Gilly. Gilly. Hoặc là một định lượng khác là tồn tại lambda g thỏa mãn g cá vàng và lambda g thì g nuốt thằng này tương ứng với cái gì tồn tại một con cá vàng bị nuốt bởi Gilly. Nghĩa là trong tập của cá vàng thì tồn tại một con bị nuốt bởi Gilly, tồn tại là trong một tập cá vàng tồn tại một cá vàng bị nuốt bởi Gilly. Nhưng mà Mai thì ưa con mèo nhỏ, Mai là con mèo mà tên là Tom. Thì như vậy nào thời gian tham nào Gilly Swallow đâu một con cá vàng này cuống trước rồi. Tồn tại cá vàng G lambda này Swallow by Gilly G vậy G này cái hàm này nuốt này Gilly hút G tồn tại sau này tiếp theo này, tất cả cái cả cũng nâng cấp lên sử dụng cái thời thay vì dùng hai đối số đầu vào thuộc tính đầu vào Shallow G Gilly chúng ba đối số nào Shallow T Gilly với T là thời gian tôi biết này tồn tại khoảng thời gian và trước thời gian đó và tồn tại việc là cá vàng gọi cá vàng này bị nuốt bởi Gilly này nghĩa là ra một sometime tôi có gì đó trong quá khứ T rồi T ở phía này sao cho một con cá vàng ở trong những cái đối tượng nào đó được bị nuốt bởi Gilly tại thời điểm đó tồn tại một đối tượng là such as a goldfish among subject là cái này và cái G là các con đối tượng này bị nuốt bởi Gilly tại thời điểm đó thì cái này phức tạp nhỉ thuộc tính sự kiện thì ta có Gilly thì nuốt con cá vàng chứ ta có là tồn tại này tồn tại một khoảng nào đó trong quá khứ tồn tại con cá vàng bị nuốt bởi Gilly tại thời điểm T tại sao lại dừng ở thời gian một sự kiện có thể là thuộc tính khác có thể khác thời gian nữa như Gilly nuốt một con cá vàng on the day in a telephone booth tức là on the day tức là bị ta thách thức không thách thức liều lĩnh này trong một cái buổi điện thoại với 30 người khác sau một rất nhiều chai vodka đã được con súng đã dùng hết vodka cả Gilly nuốt con cá vàng liều lĩnh nổ cá vàng trong một buồng điện thoại với 30 người với ông ấy, tân sinh viên khác sau khi họ uống rất nhiều vodka thì chỉ ra là who ai đó what cái gì xảy ra và why tại sao khi nào thì thay thế cái biến thời gian T với sự kiện E ta có đây tồn tại E trong đã tự xảy ra hành động là nuốt tại thời điểm E tại sự kiện E và cái người nuốt trong sự kiện E đó là Gilly tồn tại con cá vàng được nuốt trong trong cái sự kiện E tồn tại một cái buồng điện thoại buồng gì đó tại thời sự kiện trong thời này không tại cái vị trí thời này thì với xác suất này ta có giúp em và định nghĩa cái past rồi như là lambda e tồn tại t trước khi thời gian t trước thời gian hiện tại và đã dừng tại thời gian thời tệ cái sự kiện e dừng tại thời gian t trước đó thế còn thứ tự của các định lượng như nào ví dụ này in this country ở đất nước này một người phụ nữ give birth tức là mỗi lần 55 phút thì có một người phụ đẻ con
Công việc chúng ta là tìm ra người phụ nữ đó và dừng gối lại. Thì a woman. Đó, 15 phút thì thẻ ngứa. Nghe hơi cũng hơi cười nhỉ. Rồi, những ngày tồn tại người phụ nữ và 15 phút thì đẻ lần. Có đây là gì? Với mọi 15 phút thì tồn tại người phụ nữ sẽ đẻ sinh con trong khoảng là 15 phút người. Ý phù hợp không? Đây, trong ta phải J ý vậy. In this country, there is a woman who give birth, tức là trong này thì cứ 15 phút một người đẻ. Nhưng hiểu có nghĩa là khác là gì? Là một người đẻ 15 phút một con. Bà khỏe khỏe, bà đẻ lịa như là thỏ. Intention argument, tức là cái đối số có gì nhỉ? Cái này lập luận giữa cái đối số vào có rắc rồi. Chắc này, chắc là nào? Willy want a unicorn. Willy muốn có một con ngựa có sừng. Đây là tồn tại, hành động là muốn, hành động e, hành động muốn và muốn, hành động muốn đó sở hữu bởi là do người sử dụng muốn có hành động đó là Willy, và tồn tại một con unicorn, một con ngựa có sừng, và ở đó thì cái người tồn tại người muốn thì là u muốn cái sừng đó, muốn có unicorn đó, là có một unicorn, đây là u, và đó là cái điều mà thằng William muốn. Ở đây Wanty là một cái thực thể độc lập. Wanty tồn tại e đóng vai trò như e là muốn. Thì ở đây người muốn là Wan Willy và cái việc muốn đó là một con unicorn là u. Đây nghĩa gì? Willy muốn có một cái thực thể u mà đáp ứng yêu cầu nó là một cái thuộc có thuộc tính unicorn. Ở đây cái Wanty là một kiểu thực thể chứ không phải là một thực thể độc lập. Wanty ở ngoài, ở đến trong khác. À, ok. Tức là Willy muốn Lily lấy gia đình, tức là muốn cô gái chồng ấy. Chỗ thì là E hiện tại, present là hiện ra, E hiện ra, hành động là E muốn. Và người được muốn đó là Willy. Người bị muốn đó là trong sự kiện này á thì là đóng vai trò là cái đó, vai trò là lấy chồng và cái người đó phải tên là Lily. Này. Willy muốn một sự kiện E phải ở đó Lily sẽ lấy chồng. Ở đây thì cái Wanty là kiểu sự kiện. Nào. Wanty là kiểu sự kiện, ở đây là kiểu thực thể. Nó đi ở ngoài này. Đây còn ngoài nữa, từ của E. E này cho có một hàng trong thì nó là kiểu sự kiện. Cái câu mà không claim that such sentence. Ủa, rất là khó hiểu này. Doesn't claim that such sentence existed. Không có câu nào kéo cười à? Intentional verb beside one hope, tức là những cái từ động từ mà không biết nên sử dụng gì nhỉ? Động từ ý nghĩa ngoài như muốn như là hope này, gấp đi bây giờ hy vọng này, nghi ngờ này, tin tưởng này, có này expert là g là expert đúng không? Động từ danh từ và những cái modifier của chúng. Big fat expert tức là g, g là big rồi fast tức là cái này tương đương nhau, nó tương đương này, tương đương tương đọc nhau đúng không? Baltimore expert Y expert tức là cái chuyên gia ở Baltimore, ở cái bang, nhưng mà cái huyện ở với County Baltimore nữa, thì những chuyên gia cổ trắng này, những chuyên gia về TV này, thì có thể G liên cái này liên quan đến Baltimore và expert những cái expert tức là những cái chuyên gia G chuyên gia G liên quan đến Baltimore, là G là chuyên gia từ cái Baltimore. Baltimore này không phải bang, Baltimore là một cái county thôi. Của người của Massachusetts rồi như thế. Baltimore Express chuyên gia từ Baltimore
G này liên quan đến Baltimore, G này modify thay đổi bởi cái Baltimore Express G modify, không phải sử dụng cái hàm liên related cho trường hợp này vì là law expert and dog catcher, tức là chuyên gia luật pháp và ngất chó à? Thế này nghĩ nhỉ, không thể sử dụng được vì thế nào với hàm g thì thằng liên kết giữa luật pháp với g và chuyên gia là g, liên kết giữa chó là g, catcher là tức là ngành dog expert chuyên gia chó và law catcher, law catcher thật cái này diễn đạt là diễn sai lắm, chuyên gia chó với cả bắt luật thì không hiểu cái này nghĩa gì, thì phải tránh sử dụng cái red này. Speed X tức là cái này gọi là cái hành vi lời nói, đó là cái gợi nghĩa đầy đủ câu là gì, có sự thuộc vào các cái dấu câu như ở bên Lily, tức là Asset kiểm tra này, việc là B thì like thích thằng L, còn B like sẽ câu hỏi để câu xác định, cái xác định rồi đây câu hỏi, hoặc khác này da B like thì đây là hoàn toàn là đầy đủ da trợ từ đến đầu thì có câu hỏi, còn B có mà phải cái like là nên mệnh lệnh tùy theo số câu, câu gọi gọi câu cũ là what does Gisalo, tức là Gilly đã nuốt cái gì, gọi là hỏi, câu chuyện là hỏi, ask ở trên, comment là ask, ask rồi với cái hàm đó là x thì tồn tại sự kiện e quá khứ mà âm kiện có hành động và nuốt, thì cái người nuốt đó là Gilly và người kẻ bị nuốt đó là x, là tồn tại x. Eat your fish tức là ăn con cá của bạn, thì câu lệnh là mệnh lệnh, nó cũng cả mệnh lệnh thì cái hàm lambda f thì ta gọi là hành động là ăn f, ăn con f mà người ăn đó là hearer là người nghe thì ăn cái f này và kẻ ăn đó là chỉ không biết ai f mà tôi ăn con cá của tôi thì ta đây là câu là xác định. Bây giờ tồn tại e, sự kiện e trong quá khứ, hành động trong e là ăn và kẻ ăn nó là người nói, còn kẻ bị ăn thế là ba chấm không nhìn được. Bài tập thì ta sẽ có được như thế này, chứ làm luôn đấy, làm sau nhỉ, này làm sau rồi bài tập rồi phân tích ngữ nghĩa thì có là phân tích cú pháp lexical tức là từ vựng nghĩa, ngữ nghĩa từ vựng xác định cái ngữ nghĩa của cái thành phần cú pháp từ dưới lên trên. Ồ vẫn chưa 18 đúng không, là dưới lên trên này lớp Laura này à. Sao vậy? Này từ lâu rồi đấy. Every nation với mọi quốc gia thì có hàm x này, tồn tại sự kiện hiện tại này, đóng vai trò này, e thì muốn gì đó. Người muốn đó là x gì? Người bị muốn đó là hàm e, là cái đối tượng tác động vào ấy, thì đó là e sự kiện này đó là cái hàm e phẩy. Rồi e là một hành động là nó lớp gì đó, lớp nó thì là hành động người lớp rồi g, còn người bị yêu là l. Okay. Every nation one job to love Laura. Rồi ta thấy những cái phần ngữ nghĩa kèm này, từ xem, từ cái thực tính xem và mỗi cái luật trinh ngữ cảnh có s dành ra là n. Now phrase cụm tính anh từ, yêu cụm anh từ thì s xem là lớp là một cái hàm gì đó, xem là x này, x lớp y
thì cái lớp xy thì x là phrase động từ đây. Cái đích đến mẫu là có gì? Là file from np to np so fly. Thay s bằng np. Đọc quá vậy. Đọc quá căng mất này. Từ chung là s thành np mà vp tức là now frame với cả thằng verb frame. Cụm động từ, cụm danh từ. Trong một câu thì cụm danh từ trước, cụm động từ sau. Nên nó chuẩn rồi. Ở đây là động từ là tình yêu. Còn cụm động từ là động yêu cái gì đó. Thì là động từ cộng với một cụm danh từ ở trong. Chủ ngữ là verb phrase. Job Laura thì nghĩa là George đây love. Các bước thì xác định các cái ngữ nghĩa từ dưới trên, sử dụng văn phạm Chomsky, chuẩn hóa Chomsky, và mỗi nốt thì có hai con, một con là một hàm, là một cái là thông số. Xác định các nốt ngữ nghĩa thì áp dụng hàm tới vào cái param đó. Đầu là assert lớp này, lớp g, g lớp l này, chứ là gì, hàng hàng assert này. Sau đó thì job no phrase là lớp cộng li, lớp động từ chính là thằng này. À, rồi nhỉ, cuối cùng là cái gì? Đọc thêm được. Start function nghĩa đơn cơ bản là gì? Sự kiện event là điều kiện một, giá trị một, điều kiện hai, giá trị hai, vân vân. Như là she điều kiện là agent, là John, Benson là Mary, test pass là quá quá khứ này. Nhân viên John nhìn thấy bệnh nhân Mary, quá khứ à? Đây, Constitution rule, luật của đây nhỉ? Thành phần luật thì ngoài động từ này, danh từ, v động từ này, s là chắc là câu này, no, now phrase thì vp còn nghĩa của nó là gì? Động từ thì là x, an y, còn semantic là nghĩa đây, n, v, còn s của câu thì thằng s sao là có hoặc không thì là động từ với now phrase, còn now phrase thì cái cụm danh từ đấy cùng các danh từ thôi, các này cùng nhau. Động cụm động từ sẽ có động từ cộng với noun phrase phải có hoặc không, cái sao là có hoặc không quan trọng lắm, có hoặc không, có hoặc nhiều. Cái lạm dạng nó là form của động cụm động từ ấy, thì đi kèm với đi gắn liền với cả cái dạng lambda của cụm danh từ. Các từ thì đều có ý nghĩa riêng đúng không? Cho một cái cấu trúc thì phân tích từ dưới lên trên để lấy được cái semantic là cái ngữ nghĩa của câu. Ví dụ như là S, hành động là S thì John là cái bên trái, còn ice cream là cái noun phrase của động từ. Cái predicate này thì là cái gì? Thuộc tính này có thể được ước lượng dựa trên DP trả về một giá trị T hoặc F, true hoặc false. Thì đây này, John no phrase là động từ chính này, động từ này, no phrase là nó đến cụm động từ và cụm người đưa lên. Ví dụ như này, cung cấp một cái biểu diễn ngữ nghĩa của cái câu ABC, giải thích cái luật ngữ nghĩa được sử dụng. Như là tâm s time này đi là về vào frame về object về xem các bước các lambda bước cao nhất gọi là vp. Cái vp này cái verb và cụm từ này được định nghĩa tại lớp dụng lớp lá là now frame để tìm cái ngữ nghĩa của câu ta sẽ gọi vp sử dụng np tức là dùng cái
phrase cũng từ dụng noun phrase như là một cái thông số đúng không? Ở tại bước bước lá chúng ta sẽ mỗi từ sẽ đóng vai trò như một cái cung cấp từ ngữ nghĩa. Đây này. Now phrase này, bên trái verb phrase, thì là lies. Now phrase trong này có là the cat, thì cat đây là một cái whose name is Tom. Ôi dài quá. Lily application. Shall I clear the database yet and shall Mary the part why don't. Cái này đọc quá trình nó dài dài hơn, cái này viết thức đỡ hơi ngắn là khó nó nhớ. Gom lại thằng này, gom lại của lớp môn bài này là liên quan đến phân tích ngữ nghĩa này, rất là now phrase cũng ra.